Ngày 15 tháng 6, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng tổ đại biểu số 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái, đã tiếp xúc cử tri cụm xã Tô Mậu, Tân Lĩnh, Tân Lập, Phan Thanh và cụm xã Trung Tâm, Phúc Lợi, Trúc Lâu. Sau khi được thông báo dự kiến thời gian nội dung kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh và kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân huyện Lục Yên sẽ được tổ chức vào tháng 7 năm 2022. Cử tri cụm xã Phan Thanh, Tân Lập, Tân Lĩnh, Tô Mậu đề nghị huyện Lục Yên đầu tư xây dựng một số kênh mương thủy lợi, đầu tư nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm chính sách hỗ trợ công tác quản lý bán trú cho một số trường có số lượng học sinh ở bán trú dưới 50 học sinh, đề nghị đầu tư kiên cố một số tuyến đường giao thông nông thôn, kéo đường điện 0,4 kV cho một số khu vực dân cư vùng sâu, cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, xử lý, ngăn chặn dứt điểm tình trạng xe quá tải. Cử tri cụm xã Trung Tâm, Phúc Lợi, Trúc Lâu kiến nghị quan tâm xây dựng nhà văn hóa thôn, tu sửa, nâng cấp đường điện, đầu tư xây dựng đường bê tông tại các thôn 135. Cử tri mong muốn nâng cấp hệ thống lưới điện tại một số thôn khó khăn của xã để đảm bảo cho người dân yên tâm ổn định đời sống sản xuất. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại huyện Lục Yên đã thông tin một số kết quả nổi bật của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2022 tới các cử tri. Đồng chí cũng cho rằng, nguồn lực đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng của tỉnh còn hạn hẹp, song tỉnh cũng sẽ ưu tiên các địa phương mà người dân đồng thuận cao trong giải phóng mặt bằng, 100% người dân hiến đất để thực hiện dự án. Chính vì vậy, thời gian qua, huyện Lục Yên đã được tỉnh đầu tư nguồn vốn để triển khai nhiều công trình giao thông lớn. Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Vũ Quỳnh Khánh đã trả lời một số kiến nghị thuộc thẩm quyền, đồng thời sẽ nghiêm túc tiếp thu kiến nghị với ngành có liên quan và báo cáo tỉnh để xem xét giải quyết.